Xin chào tất cả các bác cùng toàn thể mọi người đã đến với kênh Sinh vật cảnh Channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyến về dòng chim khấu. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, làm việc thật là hiệu quả và chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ 5, ngày 25 tháng 4 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác bài em chim khấu bội lỡ. Bài em này thì tất cả đều đã hót múa cực kỳ mạnh luôn rồi các bác ạ. Có những con thì rất là tổ chất luôn nhé. Bây giờ thì em Tài sẽ lên video từng con và sẽ báo giá từng con cụ thể để cho tất cả các bác cùng tham khảo nhé. Bác nào mà ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp em Tài nhé. Bây giờ thì em sẽ lên chim. Em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khấu ô lơ mang mã số 3350. Con này thì bị lỗi móng các bác ạ. Chim bị đỡ hai móng, không ôm sát vào cầu nhé. Nhưng mà em nó vẫn nhảy nhót bình thường, hót hét bình thường, không có ảnh hưởng gì đâu các bác ạ. Các bác bắt con này về chơi nghe hót á, thì sẽ rất là ok luôn nhé. Tại vì một chú chim em Tài đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng và con này đã hót cực kỳ mạnh cho tất cả các bác luôn đấy. Lúc mà hót thì nó có lên đuôi múa cho các bác nữa nhé. Con này thì chỉ cần mình về mình treo lên chỗ yên tĩnh một vài hôm thôi là em nó sẽ nổ lên đấy. Tại vì chim của bên em Tài thì tất cả đều đã nuôi được một thời gian, hót hét ok hết rồi thì em Tài mới bán nhé. Chim thì cũng đã tương đối tĩnh lòng rồi, các bác xách lòng nhẹ nhàng ok hết rồi nhé. Các bác nhìn em Tài xách lòng á thì các bác sẽ biết nhé. Con này thì chỉ bị lỗi đỡ mỏng như vậy thôi, ngoài ra thì không có tật lỗi gì thêm đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 1 triệu nhé, để cho tất cả các bác về chơi nghe hót. Bác nào nhanh tay bắt con này á thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Con này là mã số 3350, cái phí là 1 triệu nhé. Tiếp theo là một em khấu mún mang mã số 3351. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi và chim thì đã hót rất là tốt cho tất cả các bác luôn rồi nhé. Con này lúc mà hót lên á thì cái bàn đuôi là sẽ có xòe lá vả và sẽ có mũ đuôi rất là mạnh cho tất cả các bác luôn đấy. Chim thì ngày xưa thờ nút lông sắt nên ở trên cái mũi có bị chây, các bác về nuôi một thời gian ngắn á thì nó sẽ lành lại hết thôi, không có ảnh hưởng gì đâu các bác ạ. Được cái con này thì đã chơi rất là tốt, đã hót rất là mạnh, đã mũ rất là đẹp rồi, cho nên về mình chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh tầm khoảng vài hôm nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ nổ liền cho tất cả các bác nhé. Chim thì em Tài báo hót mũ nhé. Con này bồ khả, tướng tạ cao cầu trường chim và không có tật lỗi gì đâu. Chim thì chỉ bị chây trên mũi như vậy thôi các bác ạ. Các bác bắt con này về gọt lên chơi á, về chăm lông chăm lửa thì có thể liên hệ em Tài nhé. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí hiện tại của con này là 1,4 triệu thôi, để cho tất cả các bác về gọt lên chơi nhé. Bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Bác nào mà ứng cái dòng khử mún á thì có thể tham khảo em này nhé. Tiếp theo là một em khử mún mang mã số 3352. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng 1 tháng rưỡi rồi và chim thì đã hót mũ rất là mạnh cho tất cả các bác luôn nhé. Con này mà lục hót lên á thì cái bàn đuôi sẽ có búng xòe lạ vả ra và sẽ có lên cạnh nhè cho tất cả các bác nữa đấy các bác ạ. Một chú chim hót chơi rất là tốt rồi. Con này lúc mà trùm cái áo lại á, nó hót liên tục, hót rất là nhiều, hót rất là máu mỏ rồi nhé. Các bác về á, chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh thôi là em này sẽ nổ liền, sẽ hót mũ liền cho tất cả các bác đấy các bác ạ. Bác nào mà ứng dòng khử mún á thì có thể tham khảo em này nhé. Một em khử mún rất là tổ chất luôn. Con này thì hót mũ cực kỳ mạnh và em Tài báo hót mũ rất là tốt cho tất cả các bác luôn nhé. Một chú chim kìa, lông lá bóng mượt, nhìn rất là đẹp luôn. Chim thì bồ khả, tượng tạ cao cầu dài đòn trường chim
Quả ỉ một con này thì rất chí là đầm và bó tròn, nhìn rất chí là đẹp nhé. Đầu mặt thì rất chí là dữ tợn, rất chí là dữ chiếm, nhìn ác chiếm cực kỳ luôn các bác ạ. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chiếm thì bồ khá và không có tật lỗi gì hết đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí của con này là 1.700.000 nhé, 1.700.000 để cho tất cả các bác về gọt lên chơi nhé. Chim hót rất chí là mạnh rồi các bác ạ. Các bác bắt con này về thì sẽ không có chế được đâu nhé. Cho nên bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Tiếp theo là một em khựu bạc mã, mang mã số 3.353. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi các bác ạ. Và chim thì đã hót mũ cực kỳ mạnh cho tất cả các bác luôn rồi nhé. Con này lúc mà căng lên đủ lửa thì sẽ có chơi đuối cạnh cho tất cả các bác luôn đấy. Chỉ cần các bác nhìn cái video em Tài kè cái thái đồ chim mãi thôi là các bác biết liền nhé. Con này thì được cái đã hót rất chí là liền mồm lè mỏ rồi. Cho nên về mình chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh là qua ngày hôm sau em này sẽ hót chơi liền đấy các bác ạ. Lúc mà hót chơi á, thì nó sẽ mũ đuôi và sẽ có lên cạnh cho tất cả các bác luôn đấy. Cho nên bác nào mà bắt con này về thì sẽ không có chế được đâu. Một chú chim bồ khá to, tướng tá cao cầu dài đòn miên man luôn. Chim nhìn rất chí là tổ chất và rất chí là trường chim luôn đấy các bác ạ. Một chú chim có hai tách má trắng to, quả yếm đen đầm. Đầu mặt thì rất chí là sự tờn, chim có nhung mũi rất chí là rầm rạp luôn nhé. Bác nào mà bắt con này về thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Con này thì nó hót mũ cực kỳ mạnh cho tất cả các bác luôn đấy. Căng lên đủ lửa nó có chơi đuối cảnh đấy các bác ạ. Cho nên bác nào nhanh tay thì hãy liên hệ em Tài nhé. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí hiện tại của con này là 1.900.000 thôi, để cho tất cả các bác về gọt lên chơi nhé. Bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Tiếp theo là một em khựu bạc mã, mang mã số 3.354. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng các bác ạ. Và chim thì đã hót mũ rất chí là mạnh luôn. Con này này, lúc mà hót lên á, cái bản đuôi búng xoe to bừ luôn. Và sẽ có lên cạnh nhè cho tất cả các bác luôn nhé. Chim thì em Tài đã nuôi được một thời gian rồi. Cho nên chim như nào á, là em Tài sẽ biết được như vậy, sẽ bảo chuẩn 100% để cho tất cả các bác cùng biết nhé. Con này lúc mà hót lên thì sẽ mũ xoe cực kỳ đẹp đấy. Chim có hai tách má trắng rất chí là to bừ luôn. Quả yếm rất chí là đen đầm và được cái con này cái đầu kìa, các bác nhìn cái đầu con này có dữ tợn đúng không ạ? Cái đầu cực kỳ ác luôn, nhúng mũi dấu ria thì là một cục luôn các bác ạ. Các bác nhìn cái cục nhúng mũi của con này như thế nào ạ? Một cục nhúng mũi to bừ nhé. Chim thì cái tướng tá cũng rất chí là đẹp luôn. Con này bồ to đẹp và không có tật lỗi gì hết đâu. Các bác bắt con này á, chỉ cần về treo lên chỗ yên tĩnh thôi là em nó sẽ hót chơi liền cho tất cả các bác đấy. Căng lên đủ lửa thì sẽ có chơi đuôi xòe và lên cạnh nhè cho tất cả các bác luôn nhé. Một chú chim phải nói là cực kỳ tố chất và rất chí là đẹp để cho tất cả các bác về gọt lên chơi nhé. Chim thì bồ to, tượng tả cao cầu dài đòn miên man và không có tật lỗi gì hết. Con này các bác bắt về chơi thì sẽ không có chế được đâu nhé. Một chú chim phải nói là quá tuyệt vời luôn đấy các bác ạ. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí hiện tại của em nó là 2.200.000 nhé. 2.200.000 cho một em khựu bạc mã siêu màu, mang mã số 3.354. Bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Tiếp theo là một em khựu bạc mã, mang mã số 3.355. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng gần 2 tháng rồi các bác ạ. Và chim thì đã hót mũ chơi cực kỳ mạnh, hót rất là liền mồm lè mỏ cho tất cả các bác luôn rồi nhé. Con này thì có màu lông hơi hơi húng đỏ, lái da bò nhẹ các bác ạ. Chim có hai tách má trắng to bừ, quả yếm đen đầm bản rồng. Và nhúng mũi dấu dí của con này thì cũng rất chí là rầm rạp luôn đấy. Được cái con này hót rất chí là liền mồm và rất chí là máu mỏ luôn. Con này thì theo em Tài thấy ấy, là đa số thì giờ nào nó cũng hót được đấy các bác ạ.
tại vì em tai cứ thấy nó hót lái dái tối ngày, lúc mà hót thì sẽ có mũ thật chí là mạnh cho tất cả các bác luôn. Chim hót mũ bàn đuôi xòe lá vả và căng lên đủ lửa thì sẽ có lên cạnh cho tất cả các bác luôn nhé. Một chú chim tượng tả cũng rất chí là đẹp luôn. Con này thì bồ khá to, tượng tả cao câu dài đòn trường chim và không có tật lỗi gì đâu. Bác nào bắt con này về chơi thì có thể liên hệ em tai nhé. Một chú chim đã tướng đối tịnh lòng rồi nên về mình sẽ rất chí là dễ chăm và cực kỳ dễ chơi luôn các bác ạ. Về thì chỉ cần mình treo lên chỗ yên tĩnh một chút xíu thôi là ok hết liền nhé. Con này hót thì cũng rất chí là hay luôn, hót kẹo thuộc Lào các kiểu luôn đấy. Bác nào nhấn tay bắt con này thì có thể liên hệ em tai nhé. Con này em tai giao lưu với tất cả các bác cái phí hiện tại là 2.300.000 nhé, 2.300.000 để cho tất cả các bác về gọt lên chơi. Con này mà căng lên đủ lửa thì nó chơi hay phải biết luôn đấy. Cho nên bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em tài liền nhé. Một chú chim rất là đẹp, rất là tố chất và máu mỏ cực kỳ đấy. Bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em nhé. Con này là mã số 3355, cái phí hiện tại là 2.300.000 nhé. Và cuối cùng là một em khu bạc mã mang mã số 3356. Con này thì phải nói là một siêu phẩm luôn các bác ạ. Một chú chim căng lên đủ lửa thì hót mũ đuôi cánh, bản cánh rất là rồng luôn. Các bác thấy không ạ? Cái bản cánh của em này thì dáng giá rất là bự luôn nhé. Chim thì em tai đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng lông. Và con này thì đã hót mũ cực kỳ tốt, cực kỳ mạnh cho tất cả các bác luôn rồi nhé. Riêng con này lúc hót lên á, là nó sẽ mũ rất là mạnh đấy. Chim thì rất là tố chất luôn. Video này là em tai kè mãi để cho tất cả các bác xem thái độ nè. Còn chút xíu thì có video kè chim trọng nữa nhé. Con này thì phải nói là cực kỳ tố chất luôn đấy. Một chú chim có hai tách má trắng phong lên to bự, quả yếm đen đầm, đầu mặt thì rất chí là dữ tợn, nhung mũi râu ria thì cũng rất chí là rậm rạp cho tất cả các bác luôn nhé. Con này thì chỉ cần mình về treo lên chỗ yên tĩnh là em nó sẽ nổ âm âm lên đấy. Một chú chim hót mũ rất chí là mạnh, rất chí là liền mồm lè mò. Và con này chỉ cần mình treo lên chỗ yên tĩnh nó nổ âm âm lên. Con này thì hót rồng rất chí là to nhé, rồng lớn. Chim rất là tố chất để cho tất cả các bác về gọt lên chơi thì các bác ạ. Các bác nhìn cái video là các bác sẽ biết được cái con này nó tương lai nó như thế nào nhé. Một chú chim này chỉ cần các bác nhìn thôi là các bác sẽ biết được cái tố chất và cái tương lai của em này như thế nào nhé. Tại vì chim thì mới lên thôi nên nó sẽ chưa được căng lửa, chưa được đủ lửa đâu. Cho nên các bác về phải chăm thêm. Nhưng mà những chú chim tố chất như vậy á thì tương lai sẽ phải nói là phải là một siêu phẩm, sẽ rất chí là ok cho tất cả các bác đấy. Các bác thấy không ạ? Một chú chim dáng cánh kìa, cánh rất chí là rồng luôn đấy các bác ạ. Một chú chim rất chí là ok, rất chí là thích hợp cho tất cả các bác về gọt nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tai nhé. Con này thì bồ khá, tượng tả cao câu trường chim và không có tật lỗi gì hết đâu. Em tài giao lưu với tất cả các bác cái phí hiện tại để cho tất cả các bác về chăm lửa, về gọt lên chơi là 2.800.000 nhé. 2.800.000 cho em khử bạc mã mang mã số 3356. Bác nào nhanh tay bắt con này á thì có thể liên hệ em tài liền nhé. Hôm nay thì em tay lại tiếp tục lên được 7 con. Cái phí của từng con thì em đã có báo cụ thể trong từng video rồi. Bác nào ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp em tài nhé. Số điện thoại là 0974193391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khấu của bên em tài nhé. Bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bác nhé.